Sáng nay, Thành ủy Đà Nẵng tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện chỉ thị 43 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam. Dự hội nghị có Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Trung ương Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin Việt Nam Đặng Nam Điền, Trưởng ban dân vận Thành ủy Nguyễn Thanh Quang, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh. Được xác định là điểm nóng dioxin tại Việt Nam, hiện nay Đà Nẵng có hơn 5.000 nạn nhân chất độc da cam, trong đó có hơn 1.400 trẻ em bị ảnh hưởng do di chứng của chất độc da cam gây ra. Triển khai thực hiện chỉ thị số 43 của Ban Bí thư, 5 năm qua, các cấp ủy, chính quyền và mặt trận đoàn thể các cấp đã chú trọng thực hiện nhiều giải pháp khắc phục hậu quả của chất độc hóa học cũng như hỗ trợ chăm sóc giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam. Trong đó đã tích cực phối hợp để đến cuối năm 2018 đã hoàn thành việc xử lý môi trường ô nhiễm dioxin tại sân bay Đà Nẵng. Thành phố cũng đảm bảo các chế độ chính sách cho nạn nhân chất độc da cam theo đúng quy định. Từ năm 2015 đến nay, Quỹ giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam các cấp đã vận động hơn 90 tỷ đồng, qua đó đã thực hiện nhiều biện pháp hỗ trợ cho nạn nhân chất độc da cam. Việc xây dựng tổ chức hội nạn nhân chất độc da cam cũng được chú trọng, và đến nay tất cả 56 xã phường đều có tổ chức hội, hoạt động đối ngoại và tham gia đấu tranh đòi công lý cho nạn nhân chất độc da cam được chú trọng. Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam dioxin cho rằng, những cách làm của Đà Nẵng thời gian qua là rất cụ thể và thiết thực. Từ việc quan tâm xây dựng phát triển tổ chức hội, đến việc giải quyết các chế độ chính sách cho các trường hợp tham gia kháng chiến bị ảnh hưởng chất độc hóa học, và đặc biệt là những hoạt động chăm sóc giúp đỡ cho nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn. Tôi thấy rất rõ, đó là cái sự quan tâm của cấp ủy chính quyền đối với cái hoạt động của hội nạn nhân da cam dioxin. Chúng ta có tới 3 cái trung tâm mà vừa qua Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân đã có cái chủ trương quan tâm, đầu tư để tạo điều kiện giúp đỡ cho con cháu để hoạt động các cái trung tâm, các con cháu nạn nhân để hoạt động ở trung tâm. Và chúng ta vận động được cả cái nguồn tài trợ của quốc tế, thì trong cái điều kiện khó khăn như thế này mà Đà Nẵng thực hiện được 3 cái việc đó, thì chúng tôi cho đấy là những cái chuyển biến tiến bộ rất tích cực. Phát biểu kết luận hội nghị, Trưởng ban dân vận Thành ủy Nguyễn Thanh Quang đánh giá cao nỗ lực của các ngành địa phương trong triển khai thực hiện chỉ thị số 43 của Ban Bí thư, giúp nạn nhân da cam được chăm sóc, giúp đỡ, từng bước hòa nhập cuộc sống. Trưởng ban dân vận Thành ủy đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền và mặt trận đoàn thể các cấp tiếp tục quán triệt triển khai những cách làm mới, thiết thực hơn nữa để khắc phục hậu quả chất độc hóa học và chăm sóc hỗ trợ giúp đỡ cho nạn nhân chất độc da cam, tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của hội, hướng về cơ sở, kêu gọi các nguồn lực và huy động toàn dân chung tay vì nạn nhân chất độc da cam. Tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm đối với việc triển khai thực hiện công tác chăm sóc, hỗ trợ, giúp đỡ và cuộc đấu tranh đòi công lý cho nạn nhân chất độc da cam. Công tác này phải được thể hiện trong nghị quyết lãnh đạo, trong kế hoạch tổ chức thực hiện của từng cấp, nhất là trong các chương trình an sinh xã hội, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội hàng năm, chăm lo đến nạn nhân chất độc hóa học da cam dioxin, hỗ trợ tạo mọi điều kiện thuận lợi để hội nạn nhân chất độc da cam của thành phố, quận, phường hoạt động mạnh mẽ, không chỉ là trách nhiệm nghĩa vụ mà còn là tình cảm của cấp ủy, chính quyền, mặt trận đoàn thể chính trị xã hội và mỗi người dân Đà Nẵng. Tại hội nghị, 11 tập thể và 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện chỉ thị số 43 của Ban Bí thư Trung ương Đảng đã được thành phố khen thưởng.